Hồ Văn Cường từ chối hát nhạc của Sơn Tùng vì lý do bất ngờ. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại thời gian trước khi Hồ Văn Cường tham gia sự kiện khởi động mua giải hai của Việt Nam Idol Kids. Cậu bé được khán giả vây quanh và là nguồn khích lệ cho các bé khác muốn tham gia cuộc thi này. Trong chương trình, Hồ Văn Cường đã tự tin thể hiện ca khúc duyên phận. Tuy nhiên khi nhận được thử thách với bài hát lạc trôi bằng vọng cổ, cậu bé chỉ hát một câu đầu rồi từ chối. Quán quân Việt Nam Idol Kids cho biết em cũng rất thích chú Sơn Tùng MTP và ở nhà cũng nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng chỉ muốn hát dân ca hoặc bolero mà thôi. Một năm sau khi đăng quang Việt Nam Idol Kids, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã thay đổi rất nhiều. Hồ Văn Cường bây giờ đã không còn là cậu bé hát đám cưới nhút nhát ngày nào. Em tự tin trên sân khấu lẫn khi trò chuyện bên ngoài hơn. Hiện tại Hồ Văn Cường sống cùng ba mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang theo học ngành marketing tại trường Đại học Hoa Sen. Cậu con trai này đã trưởng thành nên mẹ Hồ Văn Cường không còn theo sát con trai trong các hoạt động hay đi diễn như lúc trước. Nhìn chị bây giờ đã tươi tắn, không còn vẻ khắc khổ như ngày trước. Sau khi đạt giải quán quân 2 năm, ước mơ của Hồ Văn Cường là sớm có tiền mua nhà cho ba mẹ. Tuy nhiên, em không vì vậy mà đi diễn nhiều, không tập trung vào việc học. Hồ Văn Cường chia sẻ, nghề hát không ổn định nên con muốn học giỏi để sau này làm thêm nghề bác sĩ hay công an. Khi chuyển nhà từ dưới quê lên thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu học kỳ 1 của năm lớp 8. Hồ Văn Cường cũng được học sinh khá. Cậu bé lúc đó dần bắt kịp nhịp sống trên thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trường em được các bạn học và thầy cô biết nhiều. Hồ Văn Cường thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ của trường. Trong các dịp Tết, em cũng rất vui khi được đi diễn ở nhiều nơi và được bà con ủng hộ. Lúc đó Hồ Văn Cường cho biết, sắp tới con thích được đi Mỹ, tại con chưa đến đó bao giờ. Nhưng nếu đi du lịch thì con thích đi Việt Nam. Nước mình nhiều cảnh đẹp mà con còn nhỏ chưa khám phá hết cố ca sĩ phi nhung cũng khá nghiêm khắc với hồ văn cường nữ ca sĩ yêu cầu hồ văn cường phải học giỏi rồi mới cho đi hát mùa thi chị cũng không nhận lịch diễn cho con cậu bé cho biết mỗi tuần mẹ nuôi phi nhung cũng cho cậu đi chơi một lần với hai chị nuôi khác tuy nhiên con hay bị mẹ la vì lì mẹ kêu ăn cơm mà không chịu ăn do thói quen sinh hoạt thay đổi nên hồ văn cường phải thích nghi dần nhờ sự nghiêm khắc của phi nhung mà cậu bé học tiến bộ và còn tăng cân so với trước đây hồ văn cường cho biết lúc mới vào trường em là nhỏ nhất lớp khi em vi bỏ quê của hồ văn cường và cố ca sĩ phi nhung ra mắt tạo được hiệu ứng mạnh mẽ khán giả rất thích thú với sản phẩm âm nhạc đầu tiên của quán quân việt nam idol Kids. sau đó hồ văn cường cũng được cố ca sĩ phi nhung chuẩn bị cho nhiều sản phẩm mới kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn hồ văn cường vẫn chứng minh được sức hút đỉnh cao sau khi rời công ty cũ sau bao sóng gió ồn ào nhiều fan ra đi quay lưng với Hồ Văn Cường, nhưng cũng còn rất nhiều khán giả khác cảm thông và luôn ủng hộ giọng ca trẻ, đồng thời cũng có thêm nhiều fan mới. Sau khi trải qua loạt ồn ào đáng tiếc với ekip công ty cũ của cố ca sĩ Phi Nhung, nam giọng ca nhí Hồ Văn Cường đã dần xuất hiện trở lại với làng giải trí. Song song đó, dưới sự hậu thuẫn của danh ca Ngọc Sơn, nam ca sĩ cũng tự tin hơn và có thêm động lực để tiếp tục trình diễn và cống hiến trên sân khấu. Thế nhưng có vẻ như sau ồn ào Hồ Văn Cường đã mất đi một lượng fan khá lớn vì họ cho rằng nam ca sĩ có thái độ vô ơn với mẹ nuôi. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn tái xuất, Hồ Văn Cường vẫn giữ được độ hot của mình. Lượng fan của Hồ Văn Cường ngày càng đông hơn và sự ủng hộ của khán giả cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cụ thể, đoạn clip nam ca sĩ thể hiện ca khúc giọt lệ đài trang và màn song ca trăng hờn tuổi cùng thầy Ngọc Sơn đã bất ngờ lọt top trending trên YouTube, thu về hàng triệu view trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ cũng như phía anti-fan. Thành tích này của Hồ Văn Cường cũng đã khiến nhiều người phải trầm trồ và suýt xoa vì khá xuất sắc, nhiều ca sĩ khác phải ngưỡng mộ vì thành tích này. FC của Hồ Văn Cường cũng gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ và không quên kêu gọi mọi người tiếp tục nghe để ủng hộ. Giọt lệ đài trang và trăng hờn tuổi, lọt top trending trên Youtube rồi cả nhà yêu. Chứng tỏ sức hút của cậu út gò công, Hồ Văn Cường, nhà mình không hề nhỏ, phải không cả nhà. Có thể thấy, sau bao sóng gió, nhiều fan ra đi quay lưng với Hồ Văn Cường, nhưng cũng còn rất nhiều khán giả khác cảm thông và luôn ủng hộ giọng ca trẻ. Cũng như một lượng fan khủng mới cũng xuất hiện, sau khi họ biết đến câu chuyện của em, đây sẽ là một nguồn động lực lớn để giọng ca gốc gò công tiền giang bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Sau một thời gian dài ở ẩn, Hồ Văn Cường đã chính thức trở lại với showbiz Việt, không còn trong vòng tay của công ty cố nghệ sĩ Phi Nhung nâng đỡ. Nam ca sĩ đã có cuộc sống và định hướng tương lai ổn định nhờ sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn không chỉ được tổ chức sự kiện âm nhạc riêng, Hồ Văn Cường còn dục dịch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu sự hợp tác cùng danh ca Ngọc Sơn. Bên cạnh việc giảng dạy kỹ thuật thanh nhạc, Ngọc Sơn đứng trực tiếp kiểm duyệt khâu thu âm cho dự án mới. Quán quân Việt Nam Idol Kids đang được nam danh ca và doanh nhân bầu thụy hỗ trợ hết mình. Khoảng một thời gian trở lại đây, Hồ Văn Cường xuất hiện nhiều hơn trên các trang thông tin đại chúng, mạng xã hội. Trải qua loạt biến cố, nam ca sĩ may mắn được doanh nhân bầu thụy và danh ca Ngọc Sơn giúp đỡ có thể thấy chất giọng và sức khỏe của giọng ca sinh năm 2003 đã ổn định hơn, được xây dựng hình ảnh chỉn chu, bảnh bao mỗi khi xuất hiện, xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh cậu bé dân ca mộc mạc, giản dị trước đây. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không khỏi xúc động khi nhận được những hình ảnh nam ca sĩ Hồ Văn Cường và nam danh ca Ngọc Sơn ngày càng gắn bó thân thiết với nhau hơn. Ngọc Sơn nâng khăn sửa túi cho học trò, từ tay sắp xếp hành lý, lái xế hộp và được bầu thị hỗ trợ trả cho Hồ Văn Cường mức cát-xê lên đến 200 triệu. Nam danh ca chia sẻ, mọi thứ hỗ trợ cho Cường đều nằm trong một sự tế nhị, hai anh em hết mình giúp cho Cường đứng trên đôi chân của mình. Sâu của Cường là sâu của Hồ Văn Cường, chứ không phải Ngọc Sơn đem theo, không phải sâu Ngọc Sơn kèm theo Cường, rồi muốn trả Cường nhiêu thì trả. Mỗi cuộc sống nó có cái khác nhau. Đánh giá về kỹ năng thanh nhạc của học trò, Ngọc Sơn chia sẻ Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc đây chính là yếu tố giúp nam ca sĩ dễ dàng chinh phục khán giả. Nam danh ca cảm nhận được sự đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và khả năng tiếp thu nhanh nhạy của học trò. Anh tin chắc chỉ trong một thời gian ngắn rèn rũa, quán quân Việt Nam Idol Kids sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt. Thông qua hình ảnh do người hâm mộ đăng tải gần đây, Hồ Văn Cường vẫn biểu diễn nhiều bài hát dạt dào cảm xúc như ngày nào. Duy chỉ có ngoại hình là thay đổi, anh được đánh giá ngày càng bành bao, điển trai lối sống giản dị được thể hiện rõ ở mỗi lần lộ diện trước công chúng. Nói về định hướng trong tương lai, đại diện Hồ Văn Cường cho biết nam ca sĩ sẽ chú trọng cho việc học, cùng với đó là nhận sâu khi rảnh rỗi. Cách đây không lâu một số nguồn tin cho biết nam ca sĩ sắp sửa trình làng một MV âm nhạc, thế nhưng hiện tại vẫn chưa có động thái gì. Về câu hỏi Hồ Văn Cường có thực sự đổi đời sau khi dứt áo ra đi với phía công ty quản lý cũ, điều này cần thêm nhiều thời gian. Tuy nhiên sự trưởng thành, chín chắn trong cách ứng xử, lối sống là thay đổi mà ai cũng phải gật gù công nhận, 10 trên 10. Sự im lặng của Cường là một cách ứng xử tuyệt vời. Không ai có thể nhẫn nhịn vật tầm như con, kể cả người lớn, người từng trải mà bị ức hiếp, hiểu lầm hoặc tấn công như vậy. Dù biết im lặng là vàng thì cũng sẽ đến lúc tức nước vỡ bờ. Thế nhưng con vẫn cố chịu đựng âm thầm một mình. Nỗi đau khổ, buồn tủi đã hàn sâu lên khuôn mặt hiền lành, đôi mắt buồn rười rượi chất chứa nỗi niềm mà trước đây vốn rất ngây thơ, trong sáng của con. Từ một cậu bé hồn nhiên vui vẻ với nụ cười luôn nở trên môi con bỗng trở nên trầm mặc, khắc khổ và đầy yêu tư bởi sự hoảng loạn về tâm lý mà họ đã gây ra cho con. Điều này đã làm cho bao trái tim của những người yêu thương con dớm máu. Thật may mắn khi con gặp được chú Nguyễn Đức Thụy và bác Ba Ngọc Sơn đã thả phao cứu vớt khi con yếu ớt giữa trận cuồng phong trên biển cả của sự sân si và lòng đố kỵ những tưởng năm mới sẽ mang đến cho con nhiều tình thương và may mắn nhưng không ngờ xui rủi vẫn đeo bám con cho đến tận bây giờ trang fanpage con mới lập ra chưa được hai ngày đã bị đánh sập thương con quá cường ơi cầu chúc con sớm cân bằng cuộc sống và mạnh mẽ vượt qua đau thương để khẳng định tài năng và tâm đức của mình con nhé yêu con rất nhiều chàng ca sĩ quốc dân à